xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất cập nhật tình hình chiến sự nga Ukraina kênh military summary mới đây đưa tin quân đội nga đã thành công trong việc cải thiện vị trí của mình ở ba mặt tây đông và nam uleda đồng thời thọc sâu hơn đến trung tâm thành phố tình hình ở uleda một thành phố chiến lược ở donetsk có vẻ nguy cấp hơn đối với lực lượng kiev các nguồn tin Ukraina báo cáo tình hình rất căng thẳng ở pháo đài về phía Pokrovsk, Lực lượng moscow tập trung vượt qua Selidove từ phía nam. Bộ binh Nga tiến xa hơn về phía tây Ukraesker và họ được cho là giành thêm lãnh thổ theo hướng làng Tuskurine. Sau bước phát triển mới nhất của đối phương về phía tokresk quân đội Ukraina AFU đã cho nổ tung tòa nhà cao nhất tại khu mỏ. Quân đội Nga khẳng định đây là cuộc tấn công của họ, nhưng xét trên nhiều yếu tố thì khả năng cao Ukraina đã lên kế hoạch cho nổ tung nơi này. Tình hình ở Kupiansker ngày càng trở nên tồi tệ đối với lực lượng Kiev. Quân đội Nga cố gắng tiến xa hơn về phía sông Oskin. Hậu cần của Ukraine có nguy cơ bị cản trở nghiêm trọng trong khu vực nếu Nga giành được quyền kiểm soát hỏa lực qua cây cầu ở Zhytomyr. Theo hướng Kursk, quân đội Ukraine tiến về phía bắc qua Mariupol và có lẽ đang bao vây binh lính Nga trong làng. Theo thông tin mới nhất, thì chắc chắn vẫn còn một số binh sĩ Nga ở đó. Trong khi đó, kênh Redoka cho biết, Nga đã chính thức mở chiến dịch tấn công vào Uleda. Trong hai năm trước đó. Quân đội Nga đã nhiều lần tấn công vào pháo đài này nhưng đều không thành công. Nhưng trận chiến ở Ureda khiến Nga đổ máu, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên giờ đây, ngày càng có nhiều cơ sở để khẳng định rằng pháo đài này sắp sụp đổ. Thành phố thực sự trong tình trạng bị bán bao vây, áp lực dồn lên từ ba hướng cùng lúc. Từ bờ phía bắc sông Kralagat, từ các ngôi nhà nông thôn Ureda và từ các mỏ Nam Donbass số 1 và số 3. Các cộng kiềng của quân đội Nga ngày càng siết chặt hơn đối với lực lượng kỳ ép trong nồi hầm Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 340 quân khi Moscow đẩy lùi nỗ lực tiến công của Kiev qua biên giới ở vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 23 tháng 9 xác nhận quân đội nước này đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu vực malian và Plekovo ở tỉnh Kursk của Nga. Ngoài ra, Nga cũng ngăn chặn hai nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá qua vùng biên giới Kursk để tấn công vào khu vực Novipus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục phản công và tấn công các đơn vị của Ukraine gần các khu định cư Liubimovka, Darino, Noviput, Mykolaivo, Darino, Malea Loknia và Plekovo. Quân đội Nga tuyên bố tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương gần Gonan, Goncharovka, Kurilovka, Kositsa, Kruglenkoye, Liubimovka, Matinovka, Malaya Loknia, Melovoi, Malaya Obukoka, Medvezie, Merni, Noviput, Novoi Vanoka, Plekovo, Ruskoe, Poreknoe, Tonstilak và Cherkaskaya, Konopenka. Ngoài các mục tiêu ở Kursk, máy bay chiến đấu Nga tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga, Moscow cáo buộc ký ép đưa quân và thiết bị quân sự từ Sumy qua biên giới để tham gia chiến dịch quân sự ở Kursk. Trong ngày 23 tháng 9, Ukraine mất 340 người và 6 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng do các cuộc phản công của Nga. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất 16.400 quân, 127 xe tăng, 60 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép, 797 xe bọc thép, 497 ô tô, 132 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 32 hệ thống tác chiến điện tử, 8 hệ thống radar phản pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chứng ngại vật và một xe giả phá bom mìn UR-77 cùng một xe cứu hộ bọc thép. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Abdi Alaudinov tuyên bố, Nga phát hiện các chuyên gia nước ngoài trong lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk có nhiều hành vi phạm tội. Tướng Alaudinov cho biết thêm, người dân trong khu vực cho biết đã nghe thấy tiếng của người nước ngoài ở các khu vực đông dân cư kể từ những ngày đầu tiên của chiến dịch Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 9 tuyên bố chiến dịch Kursk đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến. Tổng thống Zelensky cho biết, chiến dịch này đã làm chậm bước tiến của Nga và buộc họ phải điều chuyển một số lực lượng của mình đến Kursk với số lượng khoảng 40.000 quân. Các chiến binh của chúng tôi ở miền Đông đã nói rằng họ ít bị tấn công hơn. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, Tổng thống Ukraine cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra đánh giá. Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6 tháng 8, kiểm soát 100 khu định cư và hơn 1.300 km vuông lãnh thổ Nga. Chiến dịch này nhằm khiến Nga chuyển bớt nguồn lực khỏi mặt trận miền đông Ukraine, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Ukraine tại đây. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Ukraine đang tấn công các kho vũ khí của Nga bằng vũ khí do Kiev tự sản xuất. Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đang tấn công các kho vũ khí của Nga nhờ vào năng lực vũ khí của chúng tôi. Thông báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận vào chiều ngày 21 tháng 9 rằng quân đội và lực lượng an ninh nước này đã tấn công hai kho vũ khí của Nga trong đêm ông zelensky cho biết một kho vũ khí khác ở ukraine đã bị hư hại và đó là một kho vũ khí quan trọng đối với họ cơ quan an ninh ukraine cũng đã làm tốt nhiệm vụ tấn công kho vũ khí khác của quân đội nga đây là các kho tên lửa chiến thuật và bom dẫn đường của nga tất cả những thứ mà nga sử dụng để tấn công các thành phố và vị trí của chúng tôi Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận một cuộc tấn công vào kho vũ khí Tikoresk ở Krasnodar Krai, nơi được coi là một trong ba kho đạn lớn nhất ở Nga và là một trong những cơ sở lưu trữ quan trọng trong hệ thống hậu cần của quân đội Nga. Kho đạn này nằm cách tiến tuyến hơn 300 km và được cho là chứa một lượng lớn đạn dược hạng nhẹ, đạn cối, tên lửa pháo và tên lửa đạn đạo tầm xa, có khả năng bao gồm cả tên lửa Iskander do Nga sản xuất. Ukraine ước tính cơ sở này chứa 2.000 tấn vũ khí. Quân đội Ukraine cũng xác nhận một cuộc tấn công vào một kho đạn ở vùng Tver. Cuộc tấn công này đã được các kênh Telegram của Nga đưa tin trước đó. Theo Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Ukraine đã tấn công vào kho vũ khí thứ 23 của Cục Pháo binh Bộ Quốc phòng Nga gần làng Kotyavsky ở Tver. Cách đó vài ngày, Ukraine đã tuyên bố tấn công vào kho đạn lớn của Nga ở Tropez. Theo Forbes, cả hai vụ tấn công vào Tropez và Tikoresk đều mạnh đến mức tạo ra hai vụ động đất cỡ nhỏ. Tổng thống Zelensky không nêu rõ loại vũ khí được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các kho vũ khí của Nga. Tuy nhiên, vào tháng trước, Ukraine đã công bố lần đầu tiên sử dụng thành công vũ khí không người lái Balianesia. Về bản chất, Balianesia giống như một tên lửa được lắp động cơ phản lực và có cánh. Balianesia đã được phát triển trong hơn một năm qua và mới bắt đầu tham gia vào các vụ tấn công gần đây. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các đối tác của Ukraine có thể tăng cường hơn nữa an ninh của Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tầm xa và cho phép Kiev sử dụng chúng. Tổng thống Zelensky cho biết thêm, nếu chúng tôi có thể sử dụng toàn bộ năng lực của mình để bảo vệ đất nước, nếu chúng tôi có đủ tên lửa và các đối tác có thể cấp phép cho chúng tôi, tình hình sẽ tốt hơn nhiều cho an ninh của chúng tôi. An ninh của Ukraine và tất cả mọi người trên thế giới không muốn tồn tại một chiến dịch quân sự như chiến dịch quân sự của Nga. Ukraine thường tấn công cơ sở tầng sâu trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái, nội địa trong bối cảnh Kiev bị phương Tây cấm sử dụng vũ khí viện trợ để thực hiện các vụ tập kích như vậy. Các cuộc đột kích kho đạn dược liên tiếp báo hiệu sự thay đổi trong chiến dịch tấn công sâu của Ukraine nhằm vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga. Thời gian qua, nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ đã cung cấp cho không quân Ukraine tên lửa mùi nhử ADM-160M nhằm gây quá tài cho phòng không Nga hình ảnh tên lửa ADM-160 mát được trang bị dưới cánh tiêm kích MiG-29 của Ukraine xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông và thu hút sự quan tâm sâu sắc của giới chuyên gia quân sự. ADM-160 m là tên lửa mồi nhử, có thể lập trình dạng mô đun hay nói cách khác là một phương tiện bay tự động, không mang đầu đạn mà sử dụng khí tài đặc biệt, tích hợp bên trong. Đây là một vũ khí độc đáo được sử dụng để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương. Mục đích chính của tên lửa là buộc hệ thống phòng không của đối phương đáp trả từ đó tiết lộ vị trí của quân đội phòng không. ADM 160 m có chiều dài 283 m, sải cánh rộng 171 m và trọng lượng khoảng 136 kg. Tên lửa có thể bay liên tục trong khoảng 50 phút và có tầm hoạt động 925 km, cho phép tiếp cận các mục tiêu ở xa và động cơ phản lực của tên lửa, cung cấp khả năng bay và cơ động tốc độ cao. Một trong những điểm nổi bật của tên lửa này là khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như mồi nhử, gây nhiễu và chính xác, Ngoài ra tên lửa còn được trang bị hệ thống điều khiển bay tiên tiến cho phép nó lập trình đường bay, mô phỏng mặt cắt radar và cấu hình bay của nhiều loại máy bay, ADM 160M sử dụng dẫn đường quán tính hỗ trợ GPS Gen 2 nhằm cải thiện độ chính xác và nâng cao tính hiệu quả trong môi trường không có GPS. Đáng chú ý, tuy nhiệm vụ đã được lập trình sẵn, nhưng người sử dụng có thể thay đổi lộ trình, xác định lại mục tiêu trước khi phóng. Tên lửa có thiết kế cánh gập, cho phép vận chuyển dễ dàng hơn. Khi phóng, các cánh mở ra và động cơ phản lực đẩy tên lửa theo lộ trình, tạo ra khoảng 100 mục tiêu giả khác nhau trong phạm vi tác chiến. Điều này làm cho đối phương không thể phân biệt được vì có quá nhiều mục tiêu, dẫn tới quá tải và bị gây nhiễu chủ động. Tính linh hoạt cao của ADM-160 m. Các biến thể của MAD cũng giống như các tên lửa hành trình thu nhỏ, chúng đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương bằng cách phát xạ, gây nhiễu radar của đối phương thay vì tấn công bằng động lực. Bằng cách đó, tên lửa giả này sẽ khiến đối phương tin rằng có mối đe dọa đang đến gần từ nhiều hướng khác nhau, làm phân tán sự chú ý của lực lượng phòng thủ và các nguồn lực trước cuộc tấn công thực sự sắp xảy ra. Biến thể MJ tăng cường khả năng đánh lừa với các chức năng gây nhiễu, phá vỡ radar và hệ thống liên lạc của đối phương và hỗ trợ chế áp điện tử cho các máy bay khác. Khả năng hoạt động tự động sau khi phóng theo đường bay được lập trình sẵn giúp tăng hiệu quả hoạt động của nó. Thiết kế nhỏ gọn của tên lửa cho phép nó có thể mang theo nhiều tên lửa mồi nhử, giúp tăng đáng kể số lượng mồi nhử có thể triển khai trong một nhiệm vụ. Hơn nữa, việc tích hợp tên lửa ADM-160 m trên các máy bay hiện đại như F-16 và pháo đài bay B-52 mang lại sự linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả chiến đấu tổng thể. Quân đội Nga đã phá hủy xe tăng liều Part 2 của Ukraine tại khu vực Kursk, giữa bối cảnh Kiev nỗ lực kiểm soát các vùng lãnh thổ biên giới của Moscow. Đoạn video cho thấy chiếc xe tăng này bị UAV cảm tử tấn công nhiều lần. Một video được đăng tải trên kênh Telegram Northern Green ngày 19 tháng 9 cho thấy các thành viên thuộc lực lượng tác chiến phía bắc của Nga sử dụng các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV tấn công một xe tăng Leopard 2. Not Green kênh liên tục đăng tải các cảnh quay và cập nhật từ tiền tuyến, đã mô tả chiếc xe tăng này là Leopard 2A5, một trong những xe tăng hiện đại nhất trong kho vũ khí của Ukraine. Đòn đánh đầu tiên đã gây ra một đám cháy lớn ở tháp pháo xe tăng, trong khi UAV thứ hai dường như đã giáng một đòn lướt qua thân xe Leopard. Đoạn phim do một UAV bay lơ lửng ở xa cho thấy chiếc xe tăng bốc cháy không kiểm soát sau những đòn tấn công trên. Hiện vẫn chưa rõ đoạn băng được ghi lại khi nào. Bản cập nhật ngày 19 tháng 9 từ Bộ Quốc phòng Nga cũng không đề cập đến bất kỳ chiếc xe tăng Leopard nào bị phá hủy. Ukraine đã tiến hành chiến dịch tấn công xuyên biên giới bất ngờ vào Kursk đầu tháng này. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông có ý định chiếm lãnh thổ Nga nhiều nhất có thể để tăng cường vị thế trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai với Moscow. Cuộc tấn công của Ukraine đã sớm chững lại và các lực lượng của Nga bắt đầu phản công để đẩy lùi đối phương. Sáng sớm ngày 18 tháng 9, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV nhằm vào một kho đạn dược ở Toropets nằm ở phía tây nước Nga, nơi đang lưu trữ các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống tên lửa chiến thuật Tokau, bom dẫn đường và đạn pháo. Theo thông tin của TASS, kho đạn dược này đã được xây dựng vào năm 2018 với sức chứa lên tới vài trăm tấn vũ khí. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một quả cầu lửa cực lớn bốc lên từ phía Toropets, cách biên giới Ukraine khoảng 482 km. Theo sau đó là các vụ nổ nhỏ hơn xung quanh khu vực này. Các vệ tinh của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cũng ghi nhận nguồn nhiệt cực lớn phát ra từ một khu vực rộng khoảng 14 km vuông tại khu vực nói trên, trong khi các trạm quan sát địa chấn thu được dữ liệu mà các cảm biến cảm nhận như một trận động đất nhỏ. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn Ukrainsk. Cùng với việc kiểm soát thị trấn Ukrainsk, quân đội Nga ngày càng tiến gần hơn đến cứ điểm hậu cần chiến lược của Ukraina ở thành phố Pokrovsk. Hiện các lực lượng Moscow vẫn duy trì tốc độ tiến quân chậm nhưng đều đạn ở mặt trận miền đông Ukraina. Ukrainsk từng có hơn 10.000 cư dân sinh sống trước khi xung đột nổ ra, nằm cách Nga ba đường sát Tsukuria khoảng 4 km. Ngã ba Sukuria là tuyến đường hậu cần chiến lược giúp Kiev đưa lực lượng và tiếp tế từ phía Tây đến vùng Donetsk. Báo cáo tối ngày 18 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 153 cuộc giao tranh giữa các lực lượng Kiev và Moscow. Hơn 50% trong số đó diễn ra ở hướng Pokrovsk và Kurakhove. Báo cáo có viết, Nga đã thực hiện tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 59 cuộc không kích, thả 79 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, họ còn sử dụng 532 UAV, đồng thời tiến hành pháo kích. Ukraine tìm cách vượt khó Mới đây, thống đốc vùng Tver, ông Igor Rudenza cho biết, vùng này đã bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn, nhưng không đề cập đến kho đạn dược. Ông cho biết, mảnh vỡ từ một máy bay Ukraine gây ra hỏa hoạn, đồng thời xác nhận đã ra lệnh sơ tán một phần dân cư tại thị trấn Toropest. Khu vực Toropets nằm cách Ukraine khoảng 480 km về phía Bắc. Theo các chuyên gia, khoảng cách của cuộc tấn công này được xem là minh chứng cho việc Ukraine đã nâng cấp các UAV của mình. Kiev buộc phải cải tiến vũ khí hiện có, trong khi chờ đợi nguồn viện trợ từ Mỹ và phương Tây được chuyển giao đến chiến trường. Ông Pasi Paronen, một nhà phân tích của Breitberg Group có trụ sở tại Phần Lan, chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và cảnh quay từ chiến trường cho biết, kho vũ khí kiên cố như vậy thực sự đã phát nổ ngay trong đêm. Chưa kể việc thành công vượt qua mạng lưới định vị trên không tinh vi của Nga, hỏa lực được sử dụng trong vụ tấn công cũng vô cùng đáng nể. Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào các sân bay, nhà máy quân sự và nhà máy lọc dầu trong lãnh thổ Nga. Sử dụng vũ khí tự chế, chủ yếu là máy bay không người lái, các lực lượng Ukraine đang gây sức ép với các đồng minh phương Tây, buộc họ nới lỏng phạm vi sử dụng các loại vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào Nga. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, Ukraine vẫn chưa nhận được sự đồng thuận của một số quốc gia, trong đó có Mỹ. Mới đây, ông Zelensky được cho là cũng sẽ nhắc lại với Tổng thống Mỹ Joe Biden về vấn đề này khi cả hai tham dự các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng vào tuần tới. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 18 tháng 9 ghi nhận 49 cuộc tấn công của Nga xung quanh Kurakove trong ngày qua. Lưu đoàn không vận 46 của Ukraine mới đây cũng cho biết, Nga đã phát động 4 đợt tấn công vào thành phố. 46 xe quân sự, bao gồm cả xe tăng, đã được sử dụng trong các đợt tấn công này. Các nguồn tin từ chiến trường cho hay, quân đội Nga đang tiến về phía đông theo thế gọng kìm, gây áp lực lên Kurakove. Vào mùa đông năm nay, lực lượng Ukraine đã kịp thời xây dựng một mạng lưới hào chống tăng xung quanh Kurakove, với dự đoán rằng các đợt tấn công của Nga trong tương lai sẽ ngày càng trở nên dồn dập. Xung đột Nga-Ukraine hiện đã bước sang năm thứ ba, nhưng cả hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận trên các điều khoản hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Ukraine liên tục rơi vào thế bị động trước Nga trên chiến trường trong thời gian gần đây. Dù vậy, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn của Tổng thống Zelensky vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine chỉ có một lập trường chính thức, cuộc chiến phải kết thúc bằng thất bại của Nga. Đi kèm lời kêu gọi, các quốc gia đồng minh phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí được viện trợ. Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km để tấn công vào Nga. Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo đó, Washington đã chuyển cho Kiev các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ATACMS với hai biến thể có tầm bắn là 165 km và 300 km. Hôm 13 tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho biết việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga đang là chủ đề của các cuộc tham vấn chuyên sâu. Nhà phân tích Andri Umlen tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu Stockholm cho rằng gọi việc dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí đối với Ukraine là một bước ngoặt có lẽ là nói quá. Ông Umlen nhấn mạnh, Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn, đó là lý do tại sao Ukraine lại háo hức muốn có được. Hồi tháng 8, một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác định không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong tầm bắn 300 km của tên lửa ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Đây cũng là tên lửa có phạm vi tấn công xa nhất trong số vũ khí do phương Tây chuyển cho Ukraine. Nếu các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các căn cứ quân sự sân bay, khu tập trung quân đội và kho đạn dược của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công. Hàng loạt thành phố của Nga cũng gặp nguy hiểm bao gồm Rostov-on-Don 1,1 triệu người, Voronezh 1 triệu người, Krasnodar 1,1 triệu người, người Lipetsk 496.000 người, Bryansk 350.000 người. Smolensk 310.000 người và thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên biển đen 262.000 người. Danh sách này chưa bao gồm bán đảo Crimea và một số khu vực khác của Ukraine, nhưng Nga đang nắm quyền kiểm soát hoặc các thành phố của Nga đã và đang bị Ukraine tấn công như Belgorod. Những mục tiêu quân sự trong các khu vực trên có thể bị Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công phải kể đến căn cứ không quân Lipetsk, nơi từng bị máy bay không người lái UAV tập kích hồi tháng 8, căn cứ không quân Satalovo ở vùng Smolensk, sân bay quân sự Milerovo ở vùng Rostov, nơi từng bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 7. Danh sách này còn có sân bay quân sự Yesker ở Krasnodar Krai, nơi bị hư hại trong các cuộc tấn công bằng UAV vào tháng 4 và 6, các trung tâm hậu cần và chỉ huy ở Rostov-on-Don, căn cứ không quân primorsk aktarsk ở Krasnodar Krai, nơi Nga thường xuyên phóng đi UAV Sahet để tấn công Ukraine, và căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã phải rời đi sau khi Ukraine liên tiếp tấn công vào bán đảo Crimea thưa quý vị tổng thống vladimir putin đã cảnh báo rằng nếu phương tây cho phép ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương tây sản xuất để tấn công vào lãnh thổ nga điều đó sẽ được coi là hành động chiến tranh cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay theo mạng tin châu Âu eu.com ngày 17 tháng 9, khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hại nhiệt, vấn đề về khả năng Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp bởi phương Tây đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây đã nhấn mạnh rằng, việc quyết định liệu Ukraine có thể sử dụng các tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không là vấn đề mà từng quốc gia thành viên NATO sẽ quyết định, trong khi đồng minh như Mỹ và Anh lại có quan điểm trái chiều. Cụ thể, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết vào ngày 16 tháng 9 rằng ông hoan nghênh việc thảo luận về khả năng Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về từng quốc gia đồng minh NATO. Thực tế, các quốc gia thành viên NATO như Anh và Mỹ đang có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã có cuộc hội đàm tại Washington DC để thảo luận về vấn đề này. Theo nguồn tin, ông Starmer ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa, trong khi Tổng thống Biden tỏ ra lo ngại về nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh trực tiếp giữa NATO và Nga. Các quan chức Mỹ nghi ngờ rằng việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa sẽ không tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc chiến của Kiev với Moscow. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên tục yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh với hy vọng có thể tăng cường khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!